Hiện nay là có rất nhiều các cái sản phẩm hỗ trợ điều trị tình trạng táo bón, nhưng nhiều người vẫn áp dụng chữa táo bón bằng các phương pháp dân gian. Vì cái cách làm này không chỉ đơn giản mà còn hết sức hiệu quả. Bạn có thể dễ dàng thực hiện bằng những cái nguyên liệu là hết sức quen thuộc này, vì vừa ít tốn kém lại không hề có cái tác dụng phụ. Sau đây tôi sẽ chia sẻ với các bạn những cái cách chữa trị mà chúng tôi muốn giới thiệu đến cho các bạn. Cách 1 đó là dùng quả sung. Theo nghiên cứu của nhiều nhà khoa học thì sung có nhiều chất dinh dưỡng quý như là canxi, potassium, photpho, sắt và nhiều vitamin. Ngoài ra thì cái hàm lượng của chất xơ của sung rất là lớn, vì vậy có thể dùng để điều trị táo bón rất là hiệu quả. Bạn có thể thực hiện các bước như sau: lấy một vài quả sung tươi, rửa sạch, thêm một ít sữa tươi vào rồi đun nóng lên, dùng đều đặn mỗi ngày, sau một thời gian sẽ có rất là hiệu quả. Hay là quả mận khô, dùng mận khô là có cái hàm lượng là sorbitol có tác dụng nhuận tràng rất là hiệu quả. Vì vậy nguyên liệu này có tác dụng điều trị táo bón. Bạn có thể thực hiện cách thứ nhất, ăn mận khô mỗi ngày. Cách thứ hai, lấy quả mận khô rồi bỏ vào nồi nước đun lên, lấy nước uống mận khô mỗi ngày, là uống cái nước này mỗi ngày là 2 lần. Cách thứ hai, lấy quả mận khô bỏ vào nồi nước đun lên rồi ép lấy nước mận khô uống mỗi ngày 2 lần vào buổi sáng và tối. Dùng quả bơ. Bơ là một trong những có cái loại quả là có cái hàm lượng chất xơ rất là cao. Vì vậy chỉ cần dùng một lượng bơ ăn mỗi ngày là có thể giúp nhuận tràng hiệu quả. Và có thể là sinh tố bơ hoặc là dùng bơ dầm với đường ăn cũng rất là ngon. Rau cải bó xôi. Cải bó xôi có nhiều chất xơ và có tác dụng tăng cường nhu động ở đường ruột. Nhờ vậy mà hỗ trợ cái đường tiêu hóa rất là hiệu quả, có thể sử dụng điều trị bệnh táo bón. Với cái loại cải này thì bạn có thể nấu ăn canh cua này, tôm này, hoặc là xào với tỏi. Ngoài ra mà lại là cái rau thì rất là ngon mà lại có thể điều trị bệnh rất là hiệu quả. Và đừng bỏ qua cái cách làm rất là đơn giản mà gần gũi với gia đình của các bạn. Hay là dùng cây nha đam. Loại cây này có khả năng duy trì sự cân bằng của những vi khuẩn có lợi của trong đường ruột, giảm sự tích tụ của bụi bặm và chất độc. Nhờ vậy mà có tác dụng điều trị bệnh táo bón rất là hiệu quả. Các bạn có thể sử dụng để nấu nước nha đam với đường phèn này, uống nước ép nha đam hoặc là nấu chè nha đam ăn rất là mát mà có thể điều trị được bệnh. Rau mùng tơi. Cách làm này dùng mẹo dân gian có thể thực hiện cho trẻ sơ sinh mỗi khi trẻ bị táo bón nữa. Chọn một cái bó rau mùng tơi xanh tươi và có cuống cứng. Bẻ một cái ngọn mùng tơi thật sạch rồi tước bỏ vỏ ngoài. Sau đó đưa ngọn mùng tơi vào hậu môn của bé nhẹ nhàng là ngoáy khoảng là 4 cái. Và chỉ sau trong khoảng 10 phút là bé có thể đi ngoài rất là dễ dàng. Cái cách này là giúp kích thích hậu môn nhưng không làm tổn thương do ngọn mùng tơi là rất là mềm. Nhưng là chỉ áp dụng với cách làm này trong những trường hợp là thật sự là cần thiết, vì thực hiện thường xuyên sẽ làm mất cái khả năng đi ngoài tự nhiên của các bé, lúc đó cái vấn đề này càng trầm trọng hơn. Mật ong. Nhờ một cái lượng nước dồi dào mà mật ong giúp cho ruột và cái thận hoạt động hiệu quả hơn, đồng thời theo đó là có khả năng làm cho cái khối phân của chúng ta ẩm ướt này có khả năng bôi trơn để dễ dàng hậu môn tống đẩy ra ngoài. Ngoài ra cái khả năng biến đổi thành đường glucose rất có lợi cho vấn đề tiêu hóa, kể cả những cái bệnh nhân là có hệ tiêu hóa nhạy cảm thì cũng rất hết sức là phù hợp khi dùng với mật ong. Chúng ta có thể sử dụng như sau: dùng sữa ấm không đường pha với 100ml mật ong để trộn đều uống hàng ngày vào mỗi buổi sáng sớm. Hay là củ khoai lang. Khoai lang là một trong những thực phẩm hết sức quen thuộc của chúng ta, không chỉ cung cấp nhiều dinh dưỡng mà còn là một cái công dụng hiệu quả trong việc là điều trị bệnh táo bón.
đó là khoai lang có một lượng chất xơ hết sức dồi dào. Hơn nữa là theo đông y cũng là một cái nguyên liệu có khả năng nhuận tràng rất là hiệu quả. Chúng ta có thể dùng khoai lang để chữa táo bón theo hai cách. Cách thứ nhất, rửa sạch và gọt củ khoai lang sống rồi cho vào máy xay sinh tố, uống ngày 2 lần, trước bữa sáng và trước bữa trưa. Cách thứ hai, chúng ta rửa sạch rồi bỏ vào nồi và dùng hai củ đều đặn. Thì mỗi ngày thì cái trứng táo bón nó sẽ nhanh chóng được đẩy lùi. Hạt thì là loại hạt này có khả năng làm tăng nhu động ruột và kích thích tiêu hóa, nhờ vậy có thể chữa được trứng táo bón một cách vô cùng là hiệu quả. Với cái nguyên liệu này, các bạn có thể thực hiện như sau: lấy hạt thì là rang chín rồi xay nó thật nhuyễn, dùng khoảng 1 phần 2 thìa bột thì là pha với nước ấm uống mỗi ngày. Hay là hạt vừng đen, dùng vừng đen ý, thì theo các cái nhà nghiên cứu của khoa học, trong vừng đen có nhiều tinh dầu này, vitamin này, protein này, và choline này. Và còn theo đông y thì nguyên liệu này có tính bình vị ngọt, có tác dụng làm quá trình tiêu hóa diễn ra một cách thuận lợi hơn, nhờ đó bạn điều trị được các bệnh táo bón rất là hiệu quả. Và các bạn có thể chế vừng đen theo để chữa bệnh táo bón bằng vừng đen có là đường và bột sắn dây. Cái cách làm tương tự như là nấu chè thông thường, hoặc là các bạn rang cho lên có mùi thơm, sau đó là xay hoặc là dã nhuyễn để ăn cùng với cơm. Mỗi ngày dùng từ 2 cho đến 3 lần, chắc chắn cái tỷ lệ tiêu hóa này sẽ hoạt động rất là hiệu quả. Với những cái cách làm này thì các bạn cần nên và có một cái sự kiên trì và thực hiện thường xuyên thì mới thấy được hiệu quả. Đồng thời cũng cần phải có sự kết hợp ăn uống này, tập luyện thể dục thể thao và tạo cho mình một cái tinh thần thật là thoải mái, và để các cái cơ quan trong cơ thể được hoạt động tốt hơn thì mang lại cái hiệu quả cao hơn. Như vậy là chúng tôi đã vừa giới thiệu cho các bạn những cái cách chữa táo bón bằng phương pháp dân gian. Các bạn hãy tự thực hiện tại nhà và tự giúp mình là thoát khỏi những cái khó chịu do cái căn bệnh táo bón này gây ra.